Con này thì lên Tây Thắng, nhưng mà Tây Thắng không có thay hiệu gì. Đang lô 29 biển số 92. Con này như nãy đi có 2-3 ngàn vậy ta. Mấy ngàn à? 4.195. Mà giá có 30 triệu thôi. Mâm đông nè. Vậy các bạn nhìn đi. Đó. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha. Thì hôm nay video này mình sẽ giới thiệu với mọi người là về những con Etken F219 rất là đẹp. Rồi Sakia này, Winner này, những cái dòng mà 219 cho mọi người á. Có những dòng thấp thì dòng thấp mà thuộc dạng đẹp nha mọi người. Thì anh chị và các bạn mình xem nhớ like và chia sẻ, cũng như là các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ tới địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Trị An, Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525 nha quý chị và các bạn. Đó. Thì đầu tiên cho Lý là mình giới thiệu con này đi. Giới thiệu mỗi con này thôi. Raider Sanker thì hiện tại còn 2 chiếc. Con này thì 24 triệu 8 thôi. Mà biển số con này đâu ta? Raider Sanker 72. À 72. Đó, cho em này biển số 72 nha, 24 triệu 8 thôi. Đó. Rồi, về quý anh chị và các bạn mình xem đi. Con này là đời 27 nè các bạn. Con này thì hồ sơ có sẵn luôn, đã gọi là xanh GB thì đời thấp thì giá cũng mềm thôi. 29 triệu 500 là mình có xe rồi. 29 triệu 500 nha các bạn. Rồi. Về em Ad nè. Đây Ad 28 nha anh chị và các bạn á, mình để ý nha. Con này là 28, đúng 28 luôn nè. Biển số 94, 30 triệu 900 nha các bạn. Đó, Ad len keng như này mà 30 triệu 900 thôi. Cũng rẻ mà. 30 triệu 900 thì mình trả góp thì cũng tầm 11 triệu á, 12 triệu gì đó. Rồi mình mua được xe ha. Rồi. Sakia 20, mình lướt nhị lại cho mọi người một tí á. Con này biển số 60, đi 2000 mới coi á. Giá là 46 triệu 800. À Sakia mâm đỏ nha các bạn. Anh này anh em để chứ. Đó, wow. Đó. Nó phải giỏi thôi các bạn, phải chấp nhận thôi. Anh em nhìn đi, nó như thế này đi ít thì thôi. Tới cái vết mà đóng yên này nó còn rất là chưa có tròi một cái gì là các bạn biết rồi, tính ra đổ xăng trên đầu ngón tay thôi. Đó, quá dữ. Mà giá của nó 46 triệu 800, con này mua mới là 60 mấy triệu nha mọi người. Mua ra thì lợi đi rất là nhiều. Ok, rồi về con màu lính cho quý anh chị và các bạn luôn. Biển số 68, 30 triệu 800 cho mọi người á. Em này là 30 triệu 800 nha mọi người. Biển số 68. Con bên này thì đời 27 này các bạn. Mà biển số 67, 28 triệu 600. 28 triệu 600 là mình có một em Ad màu trắng đỏ đen. Rồi, về hồ sơ có sẵn luôn như em này nè. 28 triệu 9 thôi các bạn. 28 triệu 9 mà hồ sơ có sẵn luôn. Thì anh chị và các bạn nào mình hứng thú mình thì mình thích thì mình tới mình mua nha. Rồi, trong này thì mình giới thiệu xe Winner vào cho mọi người á, biển số 69. À 79 nha. Con này thì hết bình mất ha. Đó. Anh chị và các bạn nhìn đi. Xe thì bọc keo nguyên con đó. Tháng 12 2018. Con này là 29 triệu 600 nha. 29 triệu 600 là chúng ta có một con Winner rồi. Rồi, ví dụ như con màu trắng đỏ đen này nữa, biển số 62 nè, 28 triệu 9. Con bên này là hồ sơ có sẵn nha mọi người. Con này 32 triệu 6. À, con này là con MS King. Anh chị và các bạn để MS King nhân mà giảm 1 triệu là còn 31 triệu 6 mà bao hồ sơ luôn đúng không anh? Đó, 31 triệu 6 mà bao hồ sơ luôn. Mình đề thử cho các bạn đi nha. Đó, anh chị và các bạn ghi đi. Hơi thiếu xăng nhưng mà đó, 31 triệu 6 là mình có một con MS King luôn. Rất đẹp. Rồi, qua em bên này là biển số 47, 28 triệu 9. Anh chị và các bạn nhìn đi.
Con này cũng màu trắng đỏ đen. Thì số 47. Đó. Con này biển số 47 nha các bạn. Qua em bên này là cũng màu trắng đỏ đen. Trắng đỏ đen thì nếu mà đợi 27, 28 thì ở đây bữa nay cũng còn một số lượng cũng tạm á, tại hàng mới về các bạn. Con này là 28.9 nè. Đó. Còn con bên này thì bán hết rồi. Cái con mà đẹp đẹp hôm bữa mình giới thiệu với mọi người á, lên gấp lên ói á thì khách đặt cọc rồi, bán rồi. Rồi, về Sonic. Sonic 29 nha mọi người, biển số 68 đi 9.000 coi. 9.000 coi. Giá là 39.900.000 cho em này Sonic này. Nó lên nó đi, thứ nhất là cầm tay thắng Nissin này là cũng đã mấy triệu rồi các bạn. Đây rất chắc. Sonic mâm đen nha. Đó, 39.900.000. Rồi, mình chuyển qua con ẹt màu trắng đỏ đen này, biển số 83. 218 luôn là 29.600.000 thôi các bạn. 29.600.000. 28 này. Em RC nha các bạn. Lên cái ba ga phía sau kìa. Rồi. Về con này là biển số 95. Con này là bây giờ mình chuyển qua lô ẹt 29 cho mọi người luôn nha. Ẹt 29 cho mọi người. Con này là 34.500.000. Con này nó đi mâm Rancy Boy. Đó. Rancy Boy mà mâm tâm nha. Mà hiện tại có mâm zin nữa mà đúng không anh? Có mâm zin luôn. Thì quý anh chị và các bạn mua con này thì mình sẽ có hai ói luôn. Rồi. Con này là ẹt 150 mà màu trắng đỏ đen. Con này là đời 29 luôn nè các bạn, 34.000.000 thôi. Con bên này cũng là 29 luôn nè. 35.600.000 cho quý anh chị và các bạn ha, màu trắng đỏ đen. Con này không biết hồ sơ có sẵn. Rồi, về em Winner đen nhám, mâm đồng. Anh chị và các bạn nhìn đây. Đó là cái mâm đồng nha. Con này thì lên Tây Thắng, nhưng mà Tây Thắng không có thay hiệu gì. Đang lô 29, biển số 92. Con này như nãy đi có 2-3 ngàn vậy ta. Mấy ngàn à? 4.195. Mà giá có 30 triệu thôi. Mâm đồng nè. Vậy các bạn nhìn đi. Đó. Rồi. Chuyển qua màu đỏ nhám cho mọi người. Đỏ nhám thì 32.900.000. 32.900.000. Con này nó đi quả ốp mâm nha mọi người. Quả ốp mâm. Này có trong cộng thôi. Rồi, 29 luôn, 33.200.000 nha mọi người. Con này biển số 67. Đó, 67. Rồi, nhắc tới thì 29 thì cũng không thể bỏ qua được cái lô màu đen nhám nha mọi người. Đen nhám là 34.200.000. 34.200.000. À, 34.900.000 nha. Hồ sơ có sẵn. Con bên này là S150, 34.800.000. Con này hồ sơ có sẵn luôn nha các bạn. Đó, quý chị và các bạn nào mình mua lô này trả trước 30% thì mọi người trả tầm 12 triệu là các bạn có thể mua được á. Rồi, em đây là một em Winner xanh 3D nha các bạn, biển số 60, em sơn 3D. Con này giá của nó là 29.800.000, con này đi có 3.000 coi thôi. Con này đẹp lắm. 2.000, nhớ là 2-3.000 vậy mà con này quay là siêu đẹp. Rồi, về tem sơn 3D của màu xanh lá coi luôn nha mọi người. Biển số 69 là 33.900.000. Còn con này 35.600.000 là hồ sơ có sẵn nè. Tem sơn ở con này là xanh GB, xanh GB á các bạn. Một trong những màu mà nói chung cũng hot đó. Mình kiểm tra coi. Tại vì số lượng đợt này nó giảm đi nhiều và nó về cái lô lại lô mới 86.000 nha các bạn. Đó, xanh GB. Rồi, ngon lành. Tiếp theo nữa con này. À, con này rất giá nè. Con này 28, 30 triệu à. Con này có nhầm không chứ đâu phải 28. Không biết con này nhiều chứ mà con này mình thấy 29 nè. Rồi, cuối cùng là con cuối 29, 35.900.000. 35.900.000, con này đi cũng có 2.000 coi này các bạn. Siêu đẹp. Biển số 68. Con bên này là tem sơn 3D, biển số 67 này mọi người. Phiên bản Repsol nha các bạn. Con này đi 18.000.
À đây 18.000, 28 là đây. À, 30 triệu. Con này 30 triệu nè. Đó thì mình vừa lướt qua những dòng ở đây, quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình tranh thủ mình tới địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương để mình mua các bạn. Ok thì mình tiếp theo đó, hiện tại khách vẫn đang coi. Thì có gì mình sẽ quay tiếp tục lô bên này cho mọi người. Tại vì video hơi dài thì mình tắt ra cho mọi người xem cho dễ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn clip tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút like, nút chia sẻ để ủng hộ mình.